thường hay quát mắng chiến sĩ. Đồng chí này đã từng làm giao thông, bảo vệ bác đi ra nước ngoài trước cách mạng tháng 8. Được tin nhân dân phản ánh về đồng chí này, một hôm bác gọi lên Việt Bắc, bác dặn dặn nói tiếp. Dù đồng chí này có đến sớm cũng giữa trưa mới cho đồng chí ấy vào gặp bác. Trời mùa hè nắng chang chang, đi bộ đúng ngọ nên đồng chí Trung về vã cả mồ hôi. Người gốc lửa đến nơi bác đã chờ sẵn. Trên bàn đặt hai cốc nước, một cốc nước sôi có ý chừng như mới rót, bốc hơi nghi ngút. Còn cốc kia là nước lạnh. Sau khi chờ hỏi xong, bác chỉ vào cốc nước nóng nói: chú uống đi. Đồng chí cán bộ kêu lên: trời, nóng thế này mà bác lại cho nước nóng, làm sao cho uống được. Bác mỉm cười: à ra thế, thế chú thích uống nước nguội mát không? Dạ có ạ. Bác nghiêm nét mặt nói: nước nóng cả chú và tôi đều không uống được. Khi chú nóng, cả chiến sĩ của chú và cả tôi cũng không tiếp thu được. Hòa nhã điềm đạm cũng như cốc nước nguội dễ uống dễ tiếp thu hơn. Hiểu ý bác giáo dục, đồng chí cán bộ nhận lỗi, hứa sự sửa chữa. Sau em có hai